Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store. Tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2022. Cùng các học trò lập kỷ lục trên cương vị mới đảm nhiệm không lâu, huấn luyện viên Gong Okyeon đã nhận được rất nhiều lời tán dương, trong đó có giới truyền thông tại quê nhà Hàn Quốc. Sau khi U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam giành quyền vào vòng tứ kết của giải U23 châu Á, báo chí xứ Kim Chi đã dành những lời chúc mừng gửi tới huấn luyện viên Gong Okyeon khi ông bước đầu đã có những thành công trên cương vị mới. Những bài viết này đều có chung nhận định về sự chuyển giao thành công giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với người đồng hương Gong Okyeon ở đội tuyển U23 Việt Nam. Dù có sự chuẩn bị không lâu trước khi bước vào giải đấu lần này với những buổi tập cùng các học trò mới vào cuối tháng trước, thế nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có những dấu ấn của riêng mình. Cụ thể, với 2 trận hòa và 1 chiến thắng, đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Gong Okyeon đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào tứ kết một giải U23 châu Á với thành tích bất bại. Ngoài ra, về mặt chiến thuật, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Gong Okyeon cũng đã cho thấy những sự đổi mới so với những năm trước khi còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Vẫn giữ lối đá chắc chắn ở hàng phòng ngự, nhưng bằng những sơ đồ linh hoạt và cách sử dụng nhân sự hiệu quả, vị chiến lược gia 47 tuổi đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra thế trận vững vàng trước các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Nếu may mắn hơn, thậm chí chúng ta còn có thể có kết quả tốt hơn nữa. Vẫn cần thêm thời gian để tạo ra lối chơi tấn công nhuần nhuyễn như những gì đã nói, nhưng với những thành công bước đầu, đây sẽ là nền móng để huấn luyện viên Gong Okyeon hướng đến sự đổi mới và những dấu ấn khác cùng với bóng đá Việt Nam. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store.